Ô tô lùi xe bất chấp với tốc độ bàn thờ, gia đình xe máy nhanh trí thoát nạn. Hôm nay ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine đó mọi người. Mọi người tặng quà cho người mình yêu chưa? Song song đó, trên các diễn đàn giao thông chia sẻ một đoạn clip với dòng caption. Nhiều người đều bày tỏ nỗi bức xúc không rõ vì sao tài xế chiếc xe đen lại có pha điều khiển manh động đến như vậy. Còn tình huống ra sao, mời cả nhà xem chi tiết nhé. Theo những gì đoạn video ghi lại, lúc này trên một con phố khá đông phương tiện qua lại, gồm cả ô tô và xe máy, thì bất ngờ tất cả đều sững sờ khi một chiếc xe hơi không rõ vì lý do gì lại lùi ngược trở lại. Pha điều khiển xe bất ngờ này khiến một ô tô đỏ chỉ kịp đánh lái sang một bên để tránh, nhưng vẫn bị va quệt khiến đầu xe bị hư hại nhẹ. Lúc này một gia đình điều khiển xe máy thấy có việc chẳng lành nên đã vội dừng lại để người ngồi sau ôm con đi lên vỉa hè, trong khi người đàn ông vội lao xe máy lách đằng sau một chiếc ô tô khác để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Quả đúng như dự đoán của người đàn ông đi xe máy, chiếc xe đen sau khi gây tai nạn cho chiếc xe đỏ lại tiếp tục có pha đi lùi với tốc độ cao và chỉ dừng lại sau khi hút vào gốc cây bên đường. May mắn lần này do mọi người đã đề phòng nên chiếc xe đã không gây thêm hậu quả đáng tiếc nào. Dù chưa rõ kết cục và nguyên nhân của tài xế trên ra sao, nhưng nhiều người bày tỏ sự lo sợ với những trường hợp lái xe sử dụng chất kích thích hoặc những vụ đánh ghen liên quan đến ô tô vào gần đây. Hiện video vẫn được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Nguyên nhân và kết quả của vụ việc vẫn phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc xác định. Còn bạn thấy sao về pha lùi xe bất ngờ mém gây họa cho người khác này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.